con. Dạ cháu chào bác. Có gì lạ, có cái gì không? Mời kêu tôi lên. À, có vụ này thì có đấy bác, ngồi nghe nãy giờ này, ở trong nước ấy bây giờ lại xuất hiện một cái fan là cuồng Thủy Tiên, bảo vệ Thủy Tiên, một bên là anti fan cũng giống như ở bên nước Mỹ, là một bên là cuồng Trump, một bên là John Biden, cũng oánh nhau trên cộng đồng mạng từ lừa tước nước hết. Nhưng mà với cháu ấy, cương vị của cháu với một số anh chị em ở đây này là không nằm trong fan anti fan gì cả, đứng trên cương vị trung lập, và ai sai nói người đấy, ai đúng tán dương ủng hộ, vậy thôi. Còn đối với việc Thủy Tiên làm ấy, thì trong cái quá trình làm từ thiện này có nhiều cái sai sót, thiếu sót, và nhiều lúc cô ấy không biết, nói thẳng ra đến thời điểm này chưa chắc đã biết ba que là gì, AK-47 là gì, dư luận viên là gì. Nhưng mà nhiều người đã cắt ghép cái còm của người khác, ấp cái Amanta Thủy Tiên lên, chèn lên trên cái còm người khác như vậy, đánh đồng. Tôi hiểu rồi. Rất là... Này, thôi được rồi, để bác nói. Cái vấn đề mà của Thủy Tiên gì đó thì ta cũng đâu biết cô ấy là ai. Nhưng mà có cái điều này cách đây cũng khoảng, cũng gần tháng ha. Từ bắt đầu từ ngày mà Việt Nam mình bị bạo lục, thì bác cũng ra lên mạng, hình như cũng có tâm sự với con một cái điều mà bác không ngờ là có một cô gái rất là nhỏ nhắn mà là ca sĩ mà tự động xung phong ra để mà đi cứu trợ đồng bào. Đây trước hết mình nói vấn đề cái tâm, nói đây ta chưa nói về vấn đề cái gì cả. Thì bác đã lên tiếng rồi, bác nói với con là bác rất là thán phục và ủng hộ cô ấy, bởi vì đó là xuất phát bởi vì cái tâm. Con hiểu bác nói không? Nhưng mà rồi bác bẵng đi một thời gian, bác không có theo dõi nữa, thì bây giờ theo cái lời con nói thì coi như nó cũng xuất hiện những cái người mà chống phá, lợi dụng rồi đủ trò ở trên trời. Thì trước sau như một, bác rõ ràng bác nhận xét cô ấy làm bằng cái tâm. Thì tao đã kể ra vài tên mà, thứ nhất là cô Thủy Tiên, cô mà kêu bằng con đi, nhỏ quá tuổi đối với bác. Rồi thứ hai nữa là con ca sĩ Mỹ Tâm, mà thứ ba nữa là Phi Nhung, là những người ca sĩ nó có một cái tấm lòng. Không phải bây giờ, ta nói là không phải bây giờ, mà ngày xưa cách đây mấy năm trước, mấy năm về trước á, có nghĩa là không bảo lục gì cả, thì cô Thủy Tiên này, cô con gái Thủy Tiên nhỏ bé này cũng vào miền xuống miền Tây hàng năm, cũng đi phát gạo cho tất cả những người đồng bào nghèo ở miền Tây, đâu phải đợi bảo lục người ta mới làm đâu. Nó có một cái giai đoạn rất là lâu, vì chỗ đó anh ra bác mới thấy là bác đã ủng hộ cô ca sĩ này. Ở đây là không có cuồng khung kiết con mẹ gì cả, mình chỉ nói với vấn đề coi như một người lớn tuổi và nhận xét những người mà vì cái chỗ là làm việc thiện bằng cái tâm, nó vẫn còn hằng xà xa số những người có cái tâm. Chẳng hạn như những ở Việt Nam mình có những quán cơm không đồng, ví dụ như vậy, để nhưng mà rồi những cái lấy quán cơm từ thiện đại khái tùm lum tà la hết chứ đâu phải riêng gì đâu. Nhưng mà cái mà chính mình muốn nói ở đây là tại vì cô quá nổi, coi không, người đầu tiên mà đi vào vùng bão lũ để mà cứu trợ, thì tự nhiên cái những người ủng hộ cô quá nhiều quá lớn, và các mạnh thường quân vào ùng ủng hộ. Chính vì cô quá nổi cho nên nó có những cái phần tử nó ghen ghét, ở đây mình gọi giống như hôm nay giống kiểu như ghen ăn thức ở vậy đó. Và lúc đó thì những người mà dân chủ cụi bắt đầu mới kiếm cách bò vào để mà quậy phá. Quậy phá là cái gì? Quậy phá tất nhiên là bóp méo cái sự việc đó đi, bóp méo cái sự việc đó đi, rồi tung ra những cái tin đồn, rồi tung ra những cái mà đại khái là nói chung là mất lợi về phía cô Thủy Tiên. Nhưng mà mình đã làm việc thiện thì mình bất chấp, tao thích cô đó là cho nó bất chấp, mình làm ý mình làm thôi đó. Thì bây giờ thì lên án thì cái chuyện mình từ xưa giờ chữ lên án thì trời ơi, ngay lên án là con mẹ gì, đụng chữ đụng đĩ mẹ nó chết mẹ đi, đụng mấy cái còn lên án là nghĩa địa gì. Có bây giờ chữ chết mẹ nó gặp đâu ngoài đường đụng má nói một hai câu đụng cái mỏ, chứ còn cái chuyện lên án thường quá, cái lên án là nó có miệng không, đâu có sợ đâu, đụng mệt quá. Tao nói thiệt mày, bởi tao nói thiệt mày, nói một cách nôm na như vậy nè, giống như thằng đẻ nói nhân vô thập toàn, cái con mẹ nó thì rõ ràng tao nói mày đơn giản thôi nha, ở trong cái bữa cơm gia đình của mày thôi,
Nếu mà vợ mày đi chợ, mày có 5 đứa con nha. Nếu mà mày đi chợ về với túi tiền của gia đình mình, mỗi ngày ăn được 500 ngàn, thí dụ là vậy đi. Mà nấu 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 món ăn mà 3-4 ngày mà trùng lắp một món là sẽ có một trong bằng ăn của mày nha, sẽ có đứa con. Trời ơi, sao má nấu này hoài, sao tổ chiên hoài, ăn ngán quá. Đứa kia đó tao thích mà, đứa kia nó không nấu thịt kho, đứa là đòi canh chua. Nội trong bữa cơm gia đình thôi là đã có chuyện rồi. Trong gia đình của mày đó, chứ đừng có nói gì ngoài xã hội chứ nó mệt. Trời ơi, sao ăn cái này hoài, ngán quá má ơi. Thấy không? Đồ nó ăn phi, nó không có tốn tiền mà nó cũng có kiếm chuyện nữa, đừng có nói chi ngoài xã hội. Thành ra cái kẻ tốt của tao nói mày nghe nè, nói một cách hôm nay như mày. Bây giờ thời buổi bây giờ làm việc thiện á, đồ đôi lúc cũng không dễ dàng, cũng khó nữa. Bởi vậy suốt đời tao đâu có ngu gì tao làm việc thiện mày. Tao ngu gì làm việc thiện, tao không có tổ chức thiện gì chứ. Thấy cái kiểu đó là tới ớn tới già có cái tâm rồi thôi, rồi xong gặp mà thôi chứ còn chuyện nói như vậy mình tiêu cực quá phải không? Nhưng có cái điều như vậy xã hội nó sẽ mất đi những cái bổng lộc lớn. Thí dụ như là nếu không có cô Thí Tiên những ngày đầu tiên của cái vụ bão lũ thì những người dân nó ăn bằng cái gì? Mày trả lời tao biết đi. Đồng ý là sau này hậu quả bão lũ là nhà nước sẽ lo, đương nhiên rồi. Nhưng ngay giờ phút đó dân chúng ở vùng bão lũ á, tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà xài, cơm nước đâu? Tại sao tôi không hỏi lại câu đó đi? Mẹ bà tôi mệt quá, tào lao mấy cái chuyện này đủ. Thành ra bên ngay bây giờ cũng vậy nữa, tao không cần biết gì hết. Tao chỉ biết là khi người nào có tâm, tao làm bằng cái tâm của họ bất kể. Còn tụi bay muốn chống phá này, mày phải nghĩ là chống phá là toàn là đủ mà đám không ra gì. Cái đám anti-fan là cái đám chống cái gì, chống nó gọi là cái gì mày, trong xã hội mình nó gọi là dân chủ gội đó, cái đã lợi dụng cái đó để mà nó xuyên tạc thôi. Tớ thiệt mày à, đủ. Nếu mà chúng ta mà đi nghe một chiều mà nghe cái đám này chống phá, đây là có một cái thằng tao mới coi trên mạng là thằng mập mập với thằng đéo gì đó. Trời ơi, đủ má tưởng sao tao đợi tới sáng tới chiều cho có 1 triệu này, đủ má nó cho, đã gọi là từ thiện, của ít lòng nhiều, miếng xôi, người ta gọi là gì, một gói khi no bằng gì, một gói khi đói bằng một gì đó, tự nhiên, đó. Ôi mày còn chê bay làm tùm lum tao ra mới là ghê chứ, mẹ bà. Thứ từ bây giờ làm từ thiện thấy quá chán. Người ta có cái lòng, người ta tới mình, người ta làm những công việc thiện nguyện như vậy thì mình không mừng thôi. Mình cái cô này thì tao cũng chẳng có theo dõi gì lâu lắm thôi, nhưng mà từ những cái lúc mà tao bà xã tao bà đi bề bà nghe cái gì đó, nghe trong cái chùa gì đó tao không biết nữa, Hoằng Pháp gì đó, thì có thấy cô này mặc áo lam cũng giống là kiểu như là Phật tử đấy, có như đầu óc cũng có một cái đề thiện đó, có như là thì sau này thì thấy là cô làm việc thiện rất là lâu rồi, có nghĩa là mọi năm không có lũ bão thì cô cũng làm ấy, thì mình cũng nên trân trọng cái điều đó chứ, tại làm sao mà đem lên rồi gắn mát rồi gắn, nói chung là những có những cái câu còm rồi những cái kích động, đây là toàn là những cái loại kích động không à, từ thậm chí những cái mà coi như là tao coi tao đi kiếm thằng quỷ này tao mới thấy thì là mục tiêu rồi. Tao thấy nó nói mà tao ghét, tao thèm coi nữa, mất nó cái 3 câu rồi tao đã ghét rồi. Bởi vì anh không làm gì được, anh không, mày ngon thì mày đi ra mày làm đi, bỏ tiền ra làm đi, nếu không có tiền bán mẹ nó cái nhà đó là làm mẹ, đúng không? Đó để mày bút mày lời cái phòng anh Thành Nam nữa, đến đi còn trách Thủy Tiên chả hiểu dư luận viên ba cũ là gì, anh chịu khà khà khà. Đúng rồi, Thủy Tiên làm gì hiểu. Nó đâu, có biết con mẹ, nó đâu có biết con mẹ gì, cái tấm lòng của nó chỉ biết là bây giờ nó dư giả, nó thẳng một cách nôm na như vậy. Bây giờ nói một cách nôm na, thằng Công Vinh là thằng cầu thủ, chồng nó với nó thì ngay bây giờ nó thẳng là cỡ như tụi này là không có nghĩa địa đó, nó là bởi vì tụi nó có tiền, có nhà, có cửa và tụi nó giàu có. Chính nó đem cái hạnh phúc là nó chia sang sẻ là những cái chỗ là không cần có tiền gì cả, lâu lâu nó cũng đem mua gạo, mua gì tao biết mà, nó về miền Tây nó phân phát. Cái đó là cái tiền của nó chứ đâu, nó đâu có kêu cứu trợ con mẹ gì đâu. Tiền cái gia đình nó rõ ràng. Có bảo trợ một đám trẻ mồ côi nữa bác ạ. Thì đồ cho đấy, là có hai nhóm trẻ mồ côi có hứa bảo cho ăn học đến tốt nghiệp 12 và ai có khả năng thi đỗ đại học, đi đại học nó bảo trợ cho đến khi nó tốt nghiệp đại học. Đấy. Đáng lẽ những cái chuyện đó. Còn một Thành Nam đó bác. Còn nói về dư luận viên ba phủ là gì thì Thủy Tiên không biết là phải rồi, bởi vì cái danh hiệu dư luận viên ba phủ này này là cái đám phản động, nó đặt cho những người lên phản biện chống lại
những cái quan điểm sai trái của nó chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá người dân lương thiện như Thủy Tiên kia, thì bọn nó cho rằng là những người như Dương Vi này này là dư luận viên ba cú, anh hiểu chưa? Còn nói ngắn gọn, dư luận viên ba cú là nội tổ của cái đám phản động là hết. Ta cũng bị dính vô dư luận viên liếm bô cạp bô vậy, cũng ta cũng dính lâu năm rồi, thuộc về cái dạng coi như là vậy thôi. Tình ra ta nói cho mày nghe, tôi mới làm như vậy á, những người sau này vẫn có những cái điều mà tâm nguyện là nếu sống ở đời người ta mình nên làm việc thiện, người ta sẽ rụt lại, người ta không dám làm nữa, bởi vì làm mà thấy lợi, thấy mình lấy cái sự thiện nguyện của mình ra mình làm, mà mình đi làm mà mình bị rủa xả, bị chửi bới thì ta đâu có vui ta làm, ta đâu có vui ta làm đó. Thì bởi vậy tao cũng coi báo là cái thằng công Vinh nó cũng trách bắn vợ nó dữ lắm, mà đồ cái bà này kia bằng kia nó gọi là cái chuyện là lại ông gì lo những chuyện bao đồng này kia, thằng chồng ở đâu cũng đâu có chịu đâu, nhưng bây giờ vợ nó đi theo, nó bắt buộc nó phải đi theo thôi, nó thẳng là vậy. Chứ con nhỏ này nó đã làm nó một cách nôm na gì mà mình không binh đâu, mà mình cũng không hiểu nó là ai, mình chỉ biết con cũng biết là bác đâu có biết thứ tiền là ai, nhưng mà sau này mới biết nó là ca sĩ cũng khá là nổi tiếng rồi. Cái lúc bà nghe nó kể lên trên cái cửa Phật gì đó, bà xã tao nghe thì bà trả lời thì bà nói con này hồi xưa nó khổ, bây giờ nó có tiền có bạc thì nó nghĩ tới những cảnh những người đơn thân rồi những người mà đại khái là trong xã hội được bị ruồng bỏ thì nó giúp đỡ thôi. Bây giờ tao nói cho mày nghe, những người như Thủy Tiên mình nên đáng trân trọng và mình nên khuyến khích và để cho những người khác họ thấy cái đó là gương. Chứ ngược lại cái đám ba que này nó chẳng khác gì đó, cái người trong nước thì ít nhưng mà những cái câu còm, những cái đó toàn là dân chủ cụi không mà có ngà. Mình hiểu cái điều của nó, tất nhiên nó gọi là cái gì mày, nó gọi là cái gì tụi bay nói mà tao quên mẹ nó, cái gì diễn biến gì đó, đại khái là coi như là nó lèo lái và nó bẻ cong cái sự thật đi. Người ta làm công việc tốt thì nó bẻ lại ăn tiền rồi, bởi vì mình không biết nói thì sao, nhưng mà có nước mấy cái thằng này là cái nước đủ mà chửi nó thôi, chứ còn ngoài ra không, tao không có cái vụ mà đủ mà phân tích đủ phân tích cái con mẹ gì mấy thằng này, cái chuyện tào lao tao bệnh, tao không có thích thằng phân tích đây đâu. Bọn nó quy chụp này này, Thủy Tiên, do vợ chồng Thủy Tiên ấy quyên góp được trên 150 tỷ này này. Nhà nước nhòm ngó thèm mà muốn 150 triệu tiền, 150 tỷ tiền Thủy Tiên. Cái đó là cái vụ bóng một cách trắng trợn quy chụp cho nhà nước. Tao nói cho mày nghe là tôi nó ngu, hình như là nó không còn có gì để mình ngu nữa. Cái ngân khoản mà nhà nước cho từ ngàn tỷ chứ làm gì có cái chuyện gì đâu, mà tao nói mày rồi, hôm trước mình cũng nói rồi, cái là cái hậu quả bão lũ này là đồ nó không có đơn giản như mình nghĩ đi. Cái hậu bầu cử thì cái nhà nước mới là nặng nợ, bởi vì xây một cái cầu làm một con đường nó không kiểu trừ 1-2 triệu bạc mày được, nó không phải giống như một cái mì gói. Mày nghĩ cái cầu xây bao nhiêu tiền? Thì cái số tiền mà 150 tỷ của chia ra cho dân ở đó mỗi người được bao nhiêu? Không bằng một cái móng chân của một cái chuyện mà để nhà nước ra xây dựng sau này, cầu đường trường trạm nữa. Một cái cầu đâu tệ lắm, hàng cả 100 tỷ một cái cầu. Cò đường bị phá hủy này kia, làm đường lại đặt như gì? Gì đường trường trạm đó, ba cái thứ đó là bao nhiêu, là ngốn bao nhiêu tiền của nhà nước? Cầu đường trường trạm điện đường trạm, đúng rồi, đó là cái hậu bão lũ đó. Còn ngay bây giờ trước mắt là phải có cái ăn, phải có cái mặt cho nó ấm, bởi như người ta đang bỏ đó. Thì cái cô Thủy Tiên này tao mới thấy nói, tao mới thấy là tao nể là cái chỗ là, nhưng mà nó đâu phải là bự con giống như tao với mày, hoặc là mày là bự con, tao cũng ốm, nhưng mà khổ con này còn mảnh mai nữa, vậy mà cũng phải ngâm nước rồi phát bệnh rồi xong về mà cũng không bỏ cái từ có ý được, đó là một cái điều mà đáng trân trọng chứ. Tại làm sao đi sỉ vả con người ta, thấy cái bởi vì nó khổ lắm, rất ư là bức xúc. Và nhưng mà có điều là bởi vậy tôi nói nghe, làm như vậy là một cái gương mà xấu, rồi sau này tất cả những mạnh thường quân họ cũng ngại, nhiều khi họ cũng muốn mà họ ngại, thì những người dân nghèo, những người dân dùng bão lũ họ thiệt thòi thôi, chứ có ai thiệt thòi đâu. Và tụi này là chỉ chờ mong vậy thôi, nó chỉ phá mà, hiểu không, nó chỉ phá thôi. Có nghĩa là vậy nè, giống như Trang ở trong chợ vậy, hai cái bà bán cá bằng gần nhau, bà thấy bà kia bán đắt quá rồi bà lại kiếm chuyện, rồi bà xài kiểu em này vô mà kêu mấy bụi đời rồi vô phá quá bên kia để mình bán đắt hơn, nó vậy đó.
ngộ cái là cái dạng này cái kiểu giống như là ghen ăn tức ở, có hiểu không? Từ vừa vừa có danh tiếng mà vừa đẹp người rồi đẹp nết rồi được dân chúng yêu mến này kia, là tự nhiên mà nó chẳng dính dáng gì người ta hết trơn á, mà ngược lại nó cũng ghét nữa. Con người ta ghét nhau, con gà ghét nhau tiếng gái ở chỗ đó, đó. Rồi phao tin dịch giống y chang như bên Mỹ, mà thấy phao tin dịch là tin giả loạn sàn ầu ra rồi má giờ. Mà tin Ủa? mà ngộ lắm, mà tin chính thống mà tin đàng hoàng nó không nghe, toàn là nghe tin thùng rác không à, tin độ ba vơ không à. Vậy mà thằng nào cũng vậy, cũng nói bô bô cái miệng lên tào lao. Tin chính thống nhà nước thì hoặc là những cái đài chính đài uy tín thì không nghe, nghe toàn là YouTuber rồi những cái thằng này lên ngồi chống ủng hộ phe phái rồi vẽ ra những cái nó gọi là gì ta, thuyết âm mưu đồ. Tao với cái thằng Phong Nguyễn cũng đã nói rồi, thuyết âm mưu đồ má giả bộ nó đồ, còn dây chiêu là điệu hổ ly sơn rồi đúng má, rất là tham là trời ơi đúng quá đó, không khác gì bên này cả. Nhưng mà tao chỉ nói một cái điều này, chúng ta là người Việt Nam, cái văn hóa ở trong nó vẫn còn tiềm ẩn trong cái con người của Việt Nam mình, thì nên điều đó mình thấy cái đó là cái gương tốt mình nên noi theo, mình không cổ súy phải làm theo mình, tao không cổ súy bán nhà để làm theo con Thủy Tiên, tại vì tụi bay không có khổ đủ khả năng, nhưng mà tao biết chắc rằng cái uy tín tụi bay không có, tại làm sao con kia nó hú cái là được 150 tỷ mà tụi bay hú cả đời được có 20 triệu thôi, đã vậy còn lừa gạt nó chứ mày là ghê. Đây là tao mới có cái VTC Now nè, có một cái thằng kia mướn chiếc xe xe bỏ 7 chỗ là hoàng giáng ơi sao là cứu trợ miền Trung, người ta thấy cứu trợ miền Trung á, người ta gom tiền ta để cứu trợ trong, anh lên trai chạy mất là lừa gạt, có nghĩa là nó lợi dụng. Nó có đa số 90% ở trong này là đủ lên tiếng mà chửi con Mỹ Tiên á, con quỷ gì đó, con gì đó, con Thủy Tiên hay Mỹ Tiên gì đó, là đa số là ăn theo và lợi dụng lừa gạt đủ, con đĩ mẹ tụi bay hả? Ở bên Mỹ cũng chơi cái vụ lợi dụng thủy tiên cứu trợ để xong là cũng làm cái Đó cùng ở trong xe đó cứu toàn là trợ lừa, toàn là lừa gạt không. Tào lao thiệt á, ở đây đa số là toàn là lừa gạt không à, chẳng có cái gì mà gọi là đấy đúng đắn cả, lợi dụng. Tại vì thấy con nhỏ này quá nổi nổi ở chỗ đây, cái tấm lòng của nó thiện nguyện, nó làm cho những được cái công việc nhẹ gánh ngay thời điểm này, nhẹ gánh cho nhà nước rất là nhiều, đáng lẽ là phải cảm ơn nó. Những người biết 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 này kia à, thậm chí hôm trước bác nói rồi đó, có những người đi thiện nguyện đi đi theo để lấy tiếng, rõ ràng đi không tới nơi, không đi không tới nơi những cái nơi bão lũ, đi sai rồi quay những cái clip rồi phản ảnh là chính quyền không cho nó đi vào thì đủ đủ đành thực tức, rồi lấy quần áo rồi lấy bánh trái liền ra ngoài đường, mà thấy tao nói rồi đó, có nghĩa là nhớ người đó không có cái tâm ở đây, ta không đó không có tâm, mà chính vì cái chỗ đó nó lợi dụng cái điều đó, nó BA cho bản thân của nó chứ đéo phải là từ thiện chó gì chứ, mà cái đám đó là phải chửi sặc máu chết mẹ nó cho tao. Đồ má đồ thứ gì đâu, từ thiện bằng cái tâm là đáng trân trọng. Mày hiểu tao không? Tao là dễ dễ dàng dễ hiểu thôi. Lý do tại làm sao mày kêu gọi thiện nguyện, mày đi kêu gọi bão lũ mà chẳng ai góp tiền cho mày, mà tại làm sao con kia nó kêu gọi tiền người ta đưa cho nó, mày mới phân biệt hai cái điều đó, là bởi vì con kia nó có một quá trình uy tín đúng đúng không, chứ tại sao mày không đúng có mà nó có, thế là đúng ghét thôi, thế là ghét thôi. Người ta ghét nhau bằng con trời, nó con gà ghét cho tiếng gái, có nghĩa là thế là nó ghét rồi, thế là đủ má mày chết mẹ mày tao, đủ má tao sẽ nói xấu tao, đặt điều mày đủ mày giật chồng người ta đủ chung là đủ dựng đứng lên câu chuyện luôn hả, nó dựng đủ trời lên trời đứng tiêu thế thôi, rồi đơn giản thôi, không có mẹ chân đó là người Việt Nam đó, xấu rồi xấu cho đó đó, tao chửi chết mẹ đó, tao đủ mà đủ đĩ mẹ tụi bay thế thôi, còn cái chó gì đâu phải phải quan trọng cái chuyện đó, mà còn ai nghĩ sao nghĩ, mình làm đúng là tốt là được rồi, kệ cha nó. Còn những cái thứ mà không đáng nói là làm thinh, không đáng nói bởi vì mình coi nó không ra gì, không lẽ bây giờ đổ bên đi con gái con Thủy Tiên nó không lẽ đi ngồi từ moi móc từ cái thằng nào nó chửi mình ra ngồi coi để mãi, nó đâu có thì giờ vậy, từ thì giờ nó đi ra ngoài nó cứu trợ sướng hơn, có nghĩa là rất nhiều người dân ở vùng lũ cần nó còn hơn ngồi đâu chối dù kia. Nếu cần gì kêu con pháp luật vô giải trí, ê anh giải trí lại cho tôi đi, còn tôi phải lo chuyện khác. Mà nhớ kỹ Rồi lại giống như con cháu xác nhận với mọi người một điều rằng á, công Vinh này là chồng Thủy Tiên gọi điện trực tiếp cho bí thư tỉnh ủy thành phố Hà Tĩnh
tỉnh ủy thành đúng là bí thư tỉnh Hà Tĩnh trao đổi công việc, xong qua đó cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ chồng Thủy Tiên với những người rõ có ràng tấm lòng là đóng góp cho Thủy Tiên làm từ thiện đấy. Về cái mặt rõ ràng, về cái mặt chính quyền là họ nhẹ tay đỡ, nhưng nếu mà người dân mà từ trung ương đến địa phương á, chưa kịp chuẩn bị thì cũng đã công Thủy Tiên nó đã làm trước rồi, rất là nhẹ gánh, nó rất là nhẹ cho nhà nước đúng không, thì giúp đỡ được một phần nào trong đó, đồng ý số tiền này không bao nhiêu. Đối với nhà nước á, 100 tỷ 200 tỷ là cái chuyện nhỏ, tao nói mày rồi, mới tao mới coi là Nguyễn Phú Trọng mà 5.000 tỷ để mà khắc phục hậu quả của trước mắt là phải là làm cho những người đồng bào ở bão lũ đó. Thằng nào thấy rõ ràng thế, nó chăm chọc mà nó xỉa sói đồ, mà chắc là nhà nước tham tiền cho nên thấy Thủ Tiên đồ, mà đó là cái nghĩa địa gì đối với nhà nước, trời ơi, nó nói vậy mà nó cũng được à. Về vấn đề của Thủy Tiên đi cứu trợ, đi làm từ thiện này, đối với cá nhân ấy, thì rất là nhanh, không qua nhiều cái hệ thống cơ quan, chỉ có đến địa phương liên hệ với địa phương có cái danh sách của những người bị ảnh hưởng do bão lũ thiên tai này là làm được luôn. Còn đối với nguồn ngân sách nhà nước thì Thủ tướng chỉ đạo đủ các ban ngành vào rà soát, nó phải qua một cái quá trình rất là lâu dài. Đương nhiên rồi, đây nè, nói cho tụi mày hiểu cái điều này nè, mày thấy rõ ràng ở Mỹ nè, cái gói 1.200 mà cái kỳ 2 mà để mà phát cho người dân để mà chống qua cái dịch về Covid này nè, mày biết bao lâu à, mày biết bao lâu chưa, từ từ tháng mấy ra nay tháng gần 5 tháng, gần 5 tháng rồi mà chưa có thông qua. Đừng có nói chị, bên này kéo tới, bên kia thêm chút, bên này kéo tới, kéo lui, à, ông nào đổ thừa bà kia, rõ ràng, đồ mà rơ miễn luôn. Đừng có nói chuyện, tôi nói thiệt khổ. Còn nó nói rõ ràng, ngay từ giờ phút đó, con Thủy Tiên mà nó hung phong, nó làm người đó thì nó quá hay. Đặt trường hợp bây giờ, thí dụ nha, mình không có là xô bình, mình không nói là chuyện qua, bây giờ con Thủy Tiên với thằng chồng nó đã bị tai nạn trong cái lúc bão lũ đi, thí dụ vậy đi. À, thì tôi hỏi mày tiền chó ở đâu nữa để cho mày cái người dân đó. Mà tao thấy rõ ràng ở đây à, Thủy Tiên với công binh đi hình như có công an bảo vệ, rồi những người sàn xếp trật tự để người ta làm đâu ra đó, ngăn nắp đàng hoàng để kêu danh sách lên người nào phát tiền cho người đó. Thì tao hỏi mày, đó là người ta hợp tác chính chính thống hay là hợp tác với là chính quyền địa phương? Mà mấy đứa kia làm không được là thấy tức rồi, thấy ghét rồi. Tao thấy rõ ràng có công an vô, công an phường xã gì đó tới để mà phụ giúp cho vợ chồng Thủy Tiên nữa mà. Khổ, cái gì người ta làm được thì mình nên trân trọng. Thế là nó đổi ghét rồi. Mẹ bà mệt quá. Sau cái vụ việc Thủy Tiên đi từ thiện này, cái tinh thần lan tỏa làm từ thiện của các văn nghệ sĩ cũng rất là nhiều, ví dụ như Trấn Thành này. Cái đó một là một cái chất xúc tác để cho người ta thấy đó người ta làm gương, thế thôi. Nhưng ngược lại cái tụi khốn nạn này, cái tụi này là ăn không được phá cho hôi, y chang. Đó, tao nói mày nghe, ăn không được phá cho hôi. Đù, má con nhỏ này tụi nó tự nhiên nó nổi như cồn vậy, cái tự nhiên xong cái đụ má bắt đầu ai hát nha, đụ má dựng chuyện lên, bắt đầu chửi nha. Có thằng tao mới coi, thằng mập mập giống như heo, tay thì cũng ngủ mà bị dị tật. Lên, đù, nghĩ cho coi, nó ngồi tao đổi xác, cái là thằng này nó bôi bác, con Thủy Tiên, tao mới thì thằng nào thì tao không biết thằng gì mới. Tao cũng không rành nữa, đụ nhưng khổ, mới coi là đù từ sáng đến trưa, mệt chứ mẹ, tới cái nó phát hơn triệu rồi thôi à. Cái đủ mẹ, trời đủ khổ mà. Rồi dựng chuyện lên rồi tùm lum tà lá, mệt kệ mẹ đi. Thôi, tụi này có đứa tao lên là tao đủ mà chửi thôi, chứ còn thực tế tao chỉ biết bây giờ cá nhân 1 đồng hay là 2 đồng hay 5 đồng gì đó, người ta có cái tâm là đã quý rồi. Còn không chi là người ta, nó thiệt mẹ nhỏ xíu con rồi đủ, má dậm mưa dần cái nói thầm gì, dậm mưa trời bão lụt nó nổi, nó về đủ, nó bệnh nó nằm liệt giường luôn, phải truyền nước biển đi cho nó. Tao thấy nó cũng tội nghiệp ở chỗ đó, tại làm sao có chuyện đó tụi, tại sao có cái chuyện vậy tụi bay không nghĩ, tụi bay dám làm vậy không, tụi bay thử tụi bay có dám làm vậy không. Cái chuyện tụi này nhiều cái chuyện nó mất nhân tính rồi, tụi nó chuyện mệt lắm. Ngay cả cái còm để còm lại phản biện lại cái bọn phản động với cái bọn nó xuyên tạc về chính quyền đấy, còn ở trong nhà nó còn không dám còm, quay ra lại chỉ trích nó. Không phải, mà nó đâu có thời gian đâu trả lời mấy cái chuyện đó đâu. Thành ra vì cái chỗ đó mà thấy thẩm cái lời, thấy chưa, tao nói đúng rồi, thấy chưa, tao nói mà nó không có trả lời là thế nào, đúng vậy đâu á. Người Việt Nam nó gọi còn mà thấy người kia làm thinh, bởi vì đâu có thời gian đâu, bởi đi còn mới đi trả lời.
thấy chưa, tao nói đúng rồi, thấy chưa, đồ thấy chưa, tao nói mình không vậy đó, vậy đó. Việt Nam nó có cái tính hài hước vô đó, ngộ lắm. Đủ đi mẹ tụi bay, đủ má tụi bay. Ok thôi cho bác xuống đi, đủ hồi tao nói chửi bà, chửi tao bà dạ, tao 5 giờ lên cho nên bà nào cũng chửi tao dữ lắm. Ok. Cảm ơn bác. Cảm ơn.